xe. Đề nghị anh em xe tất cả đều phải chấp hành mệnh lệnh của trưởng xe. Đoàn sẽ chỉ đạo, sẽ quản lý anh em chị em thông qua các trưởng xe. Mong anh em chị em lên đường an toàn và vui vẻ. Anh đi ra được. Bây giờ nhé, anh Quang tắt điểm danh xe 1, báo cáo đủ. Nắm được thành viên xe chưa? Đã được rồi. Rồi. Trưởng xe. Không, có lẽ xe của chúng tôi thì cũng cần báo cáo. Ủa, chứ anh nói đúng em, xe 1. Anh nói đúng đi, xe 1. Xe 1, anh nói đúng, anh nói đúng, anh nói đúng, anh nói xe 1. Xe 1, Bảo Trâm. Bảo Trâm, báo cáo. Báo cáo trưởng đoàn Trần Nguyễn Quang, xe 1, 8 người, đủ. Bây giờ anh em xe nào đi cho tôi thấy. Xe 2 đâu? Xuất phát ạ. Rồi, lên đường, chúc thành công. Rồi.